Xin chào tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em nha. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cái tình hình hoa Tết vào bữa là 13 tháng 12 âm lịch cho anh chị cùng xem, cũng như là chia sẻ cho anh chị những cái dòng thuốc xịt dưỡng giúp cho cái dạng thọ của mình mà nó làm nụ to nha anh chị ha. Vì trong cái thời gian mà khoảng đâu là 13 tháng 12 âm lịch này anh chị, mà nụ của mình mà nó to anh chị, thì anh chị xác định là bông của mình nó khoảng từ là 10 cm ăn lên nha anh chị ha. Ở đây thì mọi người xem một cái bông của mình nó đã ra rìa nè. Và mọi người xem ha, cái kích thước cái ngón tay cái của mình với cái nụ nè, nó cũng tương đương nhau nha anh chị ha. Thì cái bông này cũng sẽ rất là to nha anh chị. Đó, thì ở đây thì nụ của mình nay nó cũng đã ra rất là đều nha. Còn đối với mà những anh chị mà cái nụ mà nó mới làm hạt tiêu á, thì anh chị là nên cắt nước, hoặc là anh chị là giật cái miệng chậu lên nha, để cho nó mau làm nụ nha anh chị. Cái vấn đề mà hoa nở sớm với hoa nở trễ năm nay em thấy nó rất là nhiều anh chị quan tâm nha. Ví dụ như cái nụ mà nó cỡ này nha anh chị ha, là nó cũng hơi trễ nha anh chị. Em quay cận cảnh cho anh chị xem nè, cỡ này là nó hơi trễ nè, anh chị nên cắt cắt nước cho nó, hoặc là anh chị giật miệng chậu nha. Nếu như là mình sử dụng như cái chậu là C11 hoặc là C12 đó, anh chị giật cái miệng chậu lên thì nó sẽ mau làm nụ thôi. Và đồng thời thì anh chị có thể xịt dưỡng như là 7544 cho nó mau ra bông đồng loạt nha anh chị ha. Đó, thì ở đây thì liều lượng á, thì như cái gói như là mình nay mình xịt dưỡng cái gói là tạo mầm hoa cực mạnh á, thì một gói như vậy thì trên thị trường bán khoảng đâu là 17.000 thôi. Thì anh chị có thể là pha từ 16 đến 20 lít nước để mà anh chị phun cho nó ha. Và lưu ý á, khi mà mình phun á anh chị, là ở đây là mình phun quơ qua thôi. Ví dụ như ở đây em làm cho anh chị xem nha. Ví dụ như mình phun quơ qua anh chị thôi nè, đó. Đó, phun quơ qua anh chị thôi. Chứ mà anh chị đừng có mà xịt ướt nha anh chị ha, tại vì khi mà anh chị mà xịt nó quá liều á, là cái ngọn của cái bông nhãn thỏi mình chỗ này nè, nó sẽ bị cháy đen nha anh chị ha. Nó nóng á, tại vì cái hàm lượng kali thì mình chỉ sử dụng đâu đó một phần nào đó thôi, chứ mình không có được sử dụng nhiều. Đó, ở đây thì em đang trồng là dòng T92, nay cũng ra bông khá là đều nha anh chị ha. Nụ nào nụ nấy thì cũng rất là to, anh chị xem nè, nó cũng mập lù nha anh chị. Thì ở đây hôm qua thì em cũng đã lãi một số chèo phụ, cũng như là một số mà bông mà không cần thiết nha anh chị ha, bông mấy cái bông nhỏ trên một cái nụ chính á. Ở đây ví dụ như cái bông này nè, cái bông này là lãi nè. Ví dụ như ở đây là em có một cái bông đúng không, mà nó ra một cái bông phụ như thế này đó nè, là mình lãi bỏ nha anh chị. Hôm qua là em lãi đó rồi mà cái này còn sót nè, mình sẽ không có lấy bông nhiều nha anh chị ha. Khi mà những anh chị nào mà bông trễ đúng không, anh chị lãi nó như thế này nè, thì cái dinh dưỡng á nó sẽ tập trung nó nuôi cái bông này, thì bông mình nó cũng sẽ rất là lẹ nha anh chị ha. Bây giờ như một cái chai nước đi mà một người uống á, thì nó tất nhiên á, thì nó sẽ là ok nha anh chị ha. Còn nếu như mà hai người uống á, thì cái nước nó sẽ chia ra làm hai người, nó không có phát triển được mạnh đó. Thì cái bông nhãn thọ này nó cũng vậy nữa. Thì bây giờ thì nói chung là những cái bông phụ anh chị nên lãi nó đi ha. Đó, đây thời điểm này thì anh chị có thể là xịt dưỡng nụ nè, cộng với thuốc sâu dạng cớm anh chị xịt, ví dụ như thằng Amsai nè, Vitaco nè, những dòng đó anh chị xịt cho nó nha. Còn cái này là cái màu vàng chanh nha anh chị. Còn đối với cái màu cam đỏ của em thì nay nó cũng đã có một số cây nó sớm nha anh chị ha, nó sớm luôn á. Đây, tại vì này bữa em trồng lọt chọt vô là cái thằng T446 vô vô một hai cây gì đó, còn lại là T93 là nay nó cũng nụ nha anh chị ha, nó nụ cũng khá là to nha anh chị. T93 em trồng lọt chọt, tại vì em trồng khúc này là em trồng tại nhà chơi. Như mấy cây này là nó rất là sớm nè. Thì đối với cái hoa sớm á, thì ở đây thì mình sẽ tưới nước nhiều cho nó nha anh chị ha, mình tưới nước nhiều vô. Còn mà mình có lãi những cái nụ này á, thì mình đợi khoảng đâu lối 14, tức là ngày mai á, là mình sẽ lãi nha. Còn những anh chị nào mà dụng bông của mình mà nó nở mà bình thường rồi đó, thì mình lãi bữa từ mùng 10 cho đến khoảng đâu là bữa 12, là tầm đó nha anh chị ha. Thì lối này thì bông này nó hơi sớm, nhưng mà mình chơi tại nhà. Nhưng mà đối với cái màu cam đỏ này anh chị, thì nó cũng rất là lâu tàn, rất là lâu tàn so với cái màu vàng chanh mà nhị xanh nha anh chị ha. Ở đây cái cổ bông của mình hơi cao á, là mình một qua nay mình nghiên cứu á, là do cái ánh đèn, tại vì ban đêm chỗ mình anh chị nó có cái ánh đèn đường, tại vì nó gần lộ nè anh chị, nó có cái ánh đèn đường tại đây nè, nó dội vô nó sáng trưng à, thành ra là nó hơi cao. Còn cái vấn đề mà ánh đèn đường á, ví dụ như mà trong cái giai đoạn mà nó mới bằng cái hạt tiêu nhỏ nhỏ cỡ này nè, nhỏ nhỏ cỡ này nè, thì nó rất là dễ bị điếc rượu, nó bị đen cái nụ lại, với lại
mình tưới phân mà nó nhiều quá anh chị, đạm mà cao quá, ví dụ như tưới ure hoặc nói chung là tưới phân gì cũng vậy, phân ba số 17, ba số 16 gì đó, mà cái hàm lượng đạm mà nó cao quá là nó thể là nó không có nó bị đen đen cái đầu nụ lại ha, nhanh nhanh chị ha. Thì do đó trong mà giai đoạn mà nó đang làm nụ á thì anh chị cứ làm tưới phân loãng thôi, phải ví dụ như khoảng đâu là 20 gram thôi, cho 20 lít nước là anh chị có thể là tưới cho nó nha. Ví dụ như một chậu C11 vậy, anh chị tưới cho nó khoảng một gáo nhỏ thôi chứ không có tưới nhiều. Ngày như mấy cái này nè, cái này là ngày mai là mình lãi nha anh chị ha, thì ngày mai là mình lãi nè, để cho nó nuôi cái nụ chính nè, và mình cũng có làm video mình chia sẻ rồi. Còn về vấn đề về giá đó thì chút xíu nữa mình sẽ cập nhật cho anh chị về những cái chậu ha, dành cho những anh chị nào mà mới tập trồng mà không biết bán giá bao nhiêu đó, thì em cập nhật theo cái giá ở bên team em cho anh chị xem nha. Hôm nay thì nó cũng đã ra màu cũng rất là đẹp nha anh chị ha, màu cũng tương đối là sáng nha. Cái này thì nó được kích, nó bây giờ là nó mới ra rìa chứ nó mới ra bông nhỏ nhỏ à, cái này khoảng đâu là tầm 5 cm vậy, nó bự cũng phải gấp đôi cỡ cỡ này nha anh chị ha. Hồi năm rồi thì mình trồng nó cũng khoảng đâu là từ 10 cm cho đến 12 cm á, mình trồng cũng ít ha, chú ý là mình trồng mấy chậu bự, mấy chậu đại như thế này nè, mình chơi ở nhà nó đẹp. Còn mấy cái chậu nhỏ nhỏ là mình chủ yếu là mình trưng bữa 23. Mấy chậu ở đây nè, mình chờ dòng này nó cũng đã lên đó anh chị, là đó là mà mình sẽ chừng bữa 23 anh chị, 23 mình lên đại tảo mộ đó anh chị, rồi mình chưng đó, mọi người xem nụ hoa nè cũng rất là ok anh chị nè. Đối với cái màu mà vàng chanh mà nhụy xanh như thế này nè anh chị, nó rất là lâu tàn, nó so với những cái giống mà màu vàng á, cái màu vàng mà nó cái bông nó dung dung lên á thì nó mau trắng cánh lắm, với lại mà mình không tưới phân là nó trắng trắng cánh lẹ lắm. Hôm qua còn tỉa lá nè, tỉa lá còn dục dưới đây nè, chưa có quét nữa nè. Thì có nhiều anh chị hỏi đó, thời điểm này mà cái dạng thọ của mình mà nó bị cái ngọn của mình mà nó bị xoắn xoắn lại là nguyên nhân do đâu, là ở đây thì anh chị là nên xịt sâu cho nó nha, phòng cái bộ trĩ đi. Không biết cái cây của anh chị sao nữa, nhưng mà cây của bên em thì nó không có bị sâu nha anh chị ha. Nói chung á, xịt sâu thì mình tới 10 ngày mình mới xịt cho nó một lần luôn, mình xịt cái thằng Amsai á, mình thấy nó khá là hiệu quả nha anh chị ha. Anh chị có thể mua xịt thì cái đó là chỉ có mười mấy ngàn gói ha. Đó. Ở này em quay chi tiết cho anh chị xem nè. Em cập nhật mỗi ngày tại nhà ha, còn chiều thì em sẽ đi vườn rồi em quay cho anh chị ha. Còn số lượng mà dạng thọ sĩ bên em thì hiện nay nó cũng đang giảm dần rồi đó. Thì anh chị nào cần thì cứ liên hệ em ha, cũng như là cúc mâm xôi mà hàng pha anh chị ha. Có nghĩa là nó bị cháy lá trong, ở trong cái trong này nó bị cháy lá trong á, mà bên em xịt phun lên nó cho nó đều hết cái mặt bông á. Thì giá là 100 ngàn cặp ha, bông cũng rất là đẹp. Hôm qua thì cũng có mấy anh chị chốt đó. Thì hôm nay em chia sẻ anh chị cập nhật cái tình hình bữa 13 cũng như là chia sẻ cho anh chị những cái dòng thuốc xịt dưỡng nụ để bông của mình nó to ha. Thì khi mà bông của mình mà nó to, anh chị nghĩ đi nè, một cái bông mà nó to như thế này nè, thì cái bông của mình thì nó sẽ rất là ổn nha anh chị ha. Còn dụ mà cái nụ của mình mà nó nhỏ quá, để mình kiếm cái nụ nhỏ nè. Đây nè, ví dụ như cái nụ này nó cũng nó muốn xét kén nè, nhưng mà nó còn nhỏ xíu à, thì xác định đi cái bông này nó nhỏ nha anh chị ha. Tại vì cái này nè nó bị chia ra hết ráo rồi, hôm bữa cái bông cái em lặt bỏ rồi, bông cái này là em lặt bỏ rồi nè. Em chơi lấy mấy kẹo phụ, mấy cái bông nhỏ, cái này là đi hai cơi nè, cái nhành cái nhánh này là đi hai cơi. Tại vì cái cơi một cái bông nó lớn quá, nó sớm quá, em lại bỏ chơi hai cái bông phụ, ba cái bông phụ nha. Thì ba cái bông phụ này thì nó dạng như cơi hai, mà em thấy trồng dưới đèn nó hơi dở nha anh chị ha. Cái chèo của mình nè, cái chèo của mình nó rất là cao luôn, nó cao nghiều nghịu luôn nha anh chị ha, nó xấu, không lẽ giờ em lãi nó luôn á. Mà thôi kệ, chị em trồng tại nhà nên em để nha anh chị. Nay này điện thoại nó quay hơi mờ rồi, em lấy nét lại. Nay nó ra rìa nè, thông thường á, cái nó ra rìa cỡ này khoảng đâu là lối 14-15 là ngày mai nha anh chị ha. Cái này là nó hơi sớm rồi nè, bây giờ muốn dặn là cái này là mình phải tưới nước nhiều vô, ngày tưới nước 3 cử và phân 20-15 mình đó, hoặc là phân gì cũng được, cứ khoảng đâu là 20 gram pha vô thùng B 20 lít nước, cái mình tưới cho nó buổi chiều, mình tưới là mình tưới buổi chiều nha anh chị ha. Và chứ một lần nữa em nói về cái vấn đề mà tưới nước nè, khi mà hoa của mình mà nó làm bông nha anh chị ha, nó làm bông cái này nè, thì anh chị mà có tưới nước á thì anh chị tưới vào cái buổi sáng nha anh chị ha, buổi trưa tưới cũng được nữa, nhưng mà tốt nhất là mình nên tưới cái buổi sáng. Còn buổi chiều tối là mình không có tưới nước nha anh chị ha, tưới bằng cái vàng tự động hoặc là anh chị tưới bằng cái dầu sen hay gì đó.
Thì khi mà mình tưới vào cái buổi chiều á thì nước của mình nó còn sẽ đọng ở trên đây nha anh chị ha. Còn nếu như anh chị tưới buổi sáng nè, cái trưa nắng lên như thế này nè, thì cái hơi nước cái nó bay lên đi chỗ khác là nó được nha anh chị ha, là nó sẽ không có đọng nước, nó sẽ không có làm đen bông nha. Rồi hôm nay em chia sẻ cập nhật tình hình buổi sáng cho anh chị vậy ha. Rồi em cũng xin được mến chào.